Đoàn Văn Hậu tặng hoa hồng đỏ và ôm an ủi Doãn Hải My ngay trên sân khấu Hoa hậu. Sau thời gian dài đồn đoán, Đoàn Văn Hậu cũng có câu trả lời cho chuyện tình cảm của mình với Doãn Hải My ngay tại trình đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Vào đêm ngày 20 tháng 11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ đông đảo các nghệ sĩ, người đẹp và hoa hậu tham dự. Trong đó bất ngờ nhất là sự xuất hiện của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Dù anh chàng chỉ lướt qua khu vực thảm đỏ nhanh như một cơn gió, nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân tình. Không để mọi người phải đoán mò lâu, cuối cùng Đoàn Văn Hậu cũng có động thái quyết liệt để thể hiện tình cảm của mình. Ngay sau khi chương trình kết thúc, anh liền xóa luôn, không ngần ngại tiến thẳng về sân khấu để trao hoa cho tình tin đồn Doãn Hải My. Thôi thì dù không có được ngôi vị hoa hậu, bóng hồng cũng đã chiếm được chỗ đứng vững chãi trong lòng của hot boy cầu thủ Văn Hậu. Cũng chính là cái kết đẹp nhiều người mong chờ rồi nhỉ. Biểu cảm amazing của gái đẹp khi chứng kiến Đoàn Văn Hậu lên thẳng sân khấu tặng hoa cho Doãn Hải My. Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, ngoài sự chú ý dành cho Đỗ Thị Hà, tân hoa hậu, dân tình còn dành quan tâm không nhỏ cho Doãn Hải My, bởi lẽ dù cô nàng không nằm trong top 3 vị trí cao nhất nhưng lại được đích thân Đoàn Văn Hậu, anh chồng quốc dân lên sân khấu tặng hoa và ôm. Khoảnh khắc của đôi trai tài gái sắc nhanh chóng được ghi lại, củng cố tin đồn hẹn hò bấy lâu. Tuy nhiên, gây chú ý giữa lúc Văn Hậu tặng bó. Biểu cảm amazing của gái đẹp khi chứng kiến Đoàn Văn Hậu lên thẳng sân khấu tặng hoa cho Doãn Hải My. Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày 20 tháng 11, ngoài sự chú ý cho Đỗ Thị Hà, tân hoa hậu, dân tình còn dành quan tâm không nhỏ cho Doãn Hải My, bởi lẽ dù cô nàng không nằm trong top 3 vị trí cao nhất, nhưng lại được đích thân Đoàn Văn Hậu, anh chồng quốc dân lên sân khấu tặng hoa và ôm. Khoảnh khắc của đôi trai tài gái sắc nhanh chóng được ghi lại, củng cố tin đồn hẹn hò bấy lâu. Tuy nhiên, gây chú ý giữa lúc Văn Hậu tặng bó hoa cho bạn gái tin đồn lại không phải hai nhân vật chính mà là biểu cảm của một thí sinh khác. Không rõ lý do nằm ở chiếc vương miệng hay việc gặp Đoàn Văn Hậu, nhưng có vẻ như cô gái đang vừa xúc động, lại vừa bất ngờ và cũng xen cả tiếc nuối. Vì vậy mà dân mạng không khỏi tò mò chú ý biểu cảm của cô nàng. Biểu cảm của thí sinh mới là tâm điểm chú ý của dân mạng khi cảnh thân thiết của Văn Hậu và Doãn Hải My diễn ra. Ảnh tình tứ của Văn Hậu và bạn gái tin đồn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, cộng đồng mạng bất ngờ về sự táo bạo. Dù luôn tỏ thái độ không thừa nhận, tuy nhiên Đoàn Văn Hậu vẫn vô tư ôm ấp bạn gái tin đồn Doãn Hải My ngay trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cách đây ít lâu, Đoàn Văn Hậu bất ngờ khi cộng đồng mạng tung bằng chứng đanh thép về việc đang hẹn hò với thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My. Vào thời điểm đó, cả hai đều đang bận rộn với những công việc riêng nên gần như chưa từng xuất hiện bên cạnh nhau. Thái độ im lặng của đàn trai và đàn gái cũng dần khiến sự việc rơi vào lãng quên Văn Hậu và bạn gái tin đồn Doãn Hải My. Tuy nhiên đêm qua, Văn Hậu đã khiến tất cả người hâm mộ bất ngờ khi công khai xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù từ chối khéo câu hỏi của các phóng viên về mối quan hệ với Doãn Hải My, tuy nhiên hành động của Văn Hậu sau đó đã chứng minh tất cả. Trước hàng trăm ống kính của các phóng viên, chàng tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam công khai hộ tống Doãn Hải My đi chào hỏi, cảm ơn mọi người sau khi đêm chung kết khép lại. Cả hai kè kè như hình với bóng trong suốt sự kiện. Thậm chí cộng đồng mạng còn bắt được khoảnh khắc chàng táo bạo ôm ấp nàng bất kể đang nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Nhiều người dự đoán ngày cặp đôi trai tài gái sắc này công khai tình cảm sẽ không còn xa. Một số ý kiến lại cho rằng Văn Hậu sẽ học tập người đàn anh Công Phượng, im lặng trước những tin đồn tình cảm để tập trung cho sự nghiệp với câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia. Chàng hộ tống nàng đi cảm ơn người thân và báo chí sau đêm chung kết. Cả hai được đánh giá là rất đẹp đôi trong trang phục tông tuyệt tông. Văn Hậu không rời Doãn Hải My nửa bước. Cả hai khá thoải mái dù cùng nhau xuất hiện trước truyền thông. Văn Hậu vô tư đưa ôm, đưa tay ra ôm và động viên Doãn Hải My trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Doãn Hải My có phần trình diễn khá thuyết phục trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Về phần bạn gái tin đồn của Văn Hậu, Doãn Hải My đã có màn thể hiện khá tốt nhưng không giành được vương miện hoa hậu. Dù vậy, cô nữ sinh Đại học Luật Hà Nội vẫn còn thiếu một chút may mắn và chỉ dừng chân ở top 10 một cách đáng tiếc.
Chiều cao có phần khiêm tốn có lẽ là một hạn chế không nhỏ của Hải My. Trước đó, nhiều người đánh giá cô là một trong những ứng cử viên tiềm năng nhất cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, vào sáng nay ngày 21 tháng 11, các tân Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp đã có buổi gặp gỡ và trả lời những câu hỏi của giới truyền thông. Tại đây, Doãn Hải My, người đẹp tài năng đã có chia sẻ về việc tại sao không trả lời báo chí trong đêm chung kết. Cô nàng khéo léo trả lời: "Lúc đó em có xuống sân khấu và là lần đầu tiên em được gặp cả gia đình của em. Sau bao nhiêu ngày em không được gặp nên mọi người rất xúc động. Gia đình em cũng khóc nên em không có nghe rõ được mọi người hỏi gì cả. Sau đó khi lên sân khấu em có trả lời về cảm xúc của bản thân sau cuộc thi và đoạt giải tài năng. Vì vậy mà lúc đó em không phải em không trả lời mà chỉ là em quá xúc động thôi." Trong khi đó, tại đêm chung kết vừa qua, dân tình lại truyền tay nhau khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu lên thẳng sân khấu tặng hoa cho Doãn Hải My. Không rõ có phải người đẹp tài năng khéo léo tiết lộ mối quan hệ, coi chàng cầu thủ là gia đình hay không, nhưng hiện tại dân tình đã bỏ qua bước tin đồn, khẳng định Hải My là người yêu của Văn Hậu. Doãn Hải My bị đào lại phát ngôn về tin đồn yêu Văn Hậu, mình và anh ấy không thân thiết. Doãn Hải My càng không thừa nhận, Văn Hậu lại càng có những hành động quan tâm đặc biệt. Vậy là ý làm sao đây ta? Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã khép lại. Doãn Hải My, một trong những thủy sinh thu hút sự chú ý của truyền thông, đã đạt danh hiệu người đẹp tài năng. Sau khi chương trình kết thúc, khoảnh khắc cầu thủ Đoàn Văn Hậu bước lên sân khấu để tặng hoa và ôm Hải My, tình tin đồn của nam cầu thủ đã lọt ngay vào ống kính. Việc Văn Hậu có mặt tại đêm chung kết Hoa hậu còn dành cử chỉ quan tâm đặc biệt cho Hải My, đang ngầm khẳng định cô gái này có vị trí đặc biệt trong lòng anh chàng. Họ đang hẹn hò hay không thì chưa khẳng thể khẳng định chắc chắn 100% vào thời điểm này. Song lục lại phát ngôn của Hải My hồi cuối tháng 7, trong thời điểm dân tình bàn tán rầm rộ về việc có mối quan hệ đặc biệt với chàng hậu vệ, thì mới thấy gái đẹp kín đáo chuyện tình cảm ghê. Theo đó, Hải My cho biết: "Mình và anh ấy không thân thiết, chúng mình quen biết qua gia đình thôi. Thế nhưng, người nói một đằng, người lại làm một nẻo." Đúng ngày diễn ra bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020, vào ngày 10 tháng 10, Văn Hậu đăng story khoảnh khắc cười tươi tắn của mình và lời nhắn nhủ: "Hãy tin vào chính mình, cục cưng." Kèm theo đó, Đoàn Văn Hậu còn thêm biểu tượng trái tim đỏ chót. Sự việc này không phải chỉ là trùng hợp đấy chứ? Còn đêm chung kết thì sao? Dân tình đang mải đoán già đoán non xem Văn Hậu có động thái gì không, thì nhanh như chớp Đoàn Văn Hậu diện áo trắng xoáy ca lướt nhanh qua ống kính. Các fan không phải đợi động thái nhé. Anh đây đến xem và cổ vũ tình tin đồn công khai luôn cho biết mặt. Hình đại ảnh Đoàn Văn Hậu lướt nhanh qua thảm đỏ sự kiện được ghi lại. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.